Dạ, chào bà. Kìa, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một gã ăn bài khốn khổ. Gã ăn bài khốn khổ à? Ông đến đây để xin đồng tiền hay là bát gạo? Dạ thưa bà, tôi tuy là kẻ ăn bài, nhưng tôi không phải đến đây dùng ý khất thực hàng ngày. Vậy ông cần gì? Tôi muốn đến đây nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Gã ăn bài hỗn láo, ông là ai? Ông là ai? Bà hãy dịch cho rõ, kẻ khốn nạn đây là ai? Trần Bảo, anh còn sống đây sao? Dương Thảo Lan, đừng, em gian anh, em gian anh, đừng tới gần em Bảo ơi. Tại sao? Tại sao em vô tình anh bắt anh đi Dương Thảo Lan? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đã quen nên em đành quay lưng cuối. Mặt trung trai người xưa. Trần Bảo, Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở của đời tôi, là giọt bao nhiêu tim hồng. Dưới những trận rối đồn nát tan thân xác, nhưng đâu bằng sai sức ở trong tâm tôi nóng lòng muốn gặp lại cô nhân. Nhưng sau khi thoát chết tôi trở về đây tìm người yêu cô, nhưng có ngờ đâu lâu một ngày xưa đâu còn nữa. Tôi tưởng đã sẽ nỗi âm tình. Trần Bảo ơi, sao lại hiểu thế? Dương Thảo Lan, trả lại ánh trăng kỷ niệm năm nào, trả lại xa phương dưới cành lá. Thành bà tông